ở vùng Tây Bắc nọ. Chào, tôi là Mỹ và tôi rất xinh. Chào, tao là A Sử, con trai thống lý và tao rất giàu. Chào, tôi là thống lý Vá Cha và tôi cũng rất giàu. Chào, tôi là bố Mỹ và nhà tôi đang nợ. Gả Mỹ cho con trai tao thì mày hết nợ. Mỗi năm một nơ ngô, tiếc ngô lắm. Nhưng con không thích nhà giàu. Nhưng mà tao thích con. Nhưng con biết làm ngô. Nhưng mà tao vỡ nợ. Ủa mà con làm dâu thì bố vẫn nợ ngô mà. Chính sách nợ xuyên họ phản ánh sự hách dịch của thống lý các thứ. OMV đời như năm ấy Tết vui, trai gái thổi sáo, chó sủa gâu gâu. Tiếng gọi tình yêu kìa, chắc mình không bị bắt cóc đâu. Bắt cóc? Ây dồ, tôi cắp mị về làm dâu, hết nợ. Ok. Đau xót phản ánh hủ tục cướp vợ lạc hậu các thứ, nhìn lá ngón và cảm thấy sự nghèo đói bao vây các thứ. Ngỏm. Mấy năm sau, mị làm lụng các thứ. OMG đồng loại. Giờ. Ô, mày có con trai con gái, mày đi nương. Ta không có con trai con gái, ta đi tìm người yêu. Uống rượu các thứ. Mẹ kiếp, từ thằng A Sử không cho tao đi chơi. Miss Tiêu Giang gồm đi Hoan Go Play. Chuẩn bị đi chơi thôi. Ủa? Đi chơi hả? Rồi, em mừng cả ta. Chiến thôi anh em. Ui, bây giờ mày còn không bằng bọn tao. Em không yêu, quả bao rơi rồi. Em yêu người nào, em mất bao nào. Ice chít tịt, tôi bị thương. Làm tí hơi cho nó lành ông ấy. Ok, ok. Không ai biết tôi ở đây. Chào, tôi là chị dâu Mỹ. Ezo làm nương đi à. Ok, ông cởi chó hộ cái. Ok. A Sử đi chơi đều bị oánh vỡ đầu. Hay quá. Ra là A Phủ ra đánh bọn đi phá làng. Được lắm. Nhưng mà bị bắt sống khiêng về cho bá cha rồi. Đẹp trai không? Có chứ. Chuẩn gu em. Thực tế thì chào, tôi là A Phủ và tôi rất đẹp trai. Chào, tao vẫn là A Sử. Mày là quan. Tao là quan. Mày phải quỳ. Tao không quỳ. Nhưng tao là quan. Tao là con hổ. Mày là con dê. Dê gì? Con dê thối. Mày phải quỳ. Không, mày phải quỳ. Tao có bạc. Còn tao có trái tim. Ôi bạn ơi. Thằng A Phủ đâu, ra đây. Mày sẽ phải mang nợ đến hết đời mua ha 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 ha. Ok rồi đó, chói nó lại đi. Nhà bá cha ác nhỉ. Dìa. Hai đứa mình đi thôi. Ok. Ở đây chết mất. Diệp. Vợ. Chồng. And they live happily ever after. Của ông đang làm gì đó? Xua tan một ít mây mù ấy mà. Xem video ngày hôm nay, thế là bây giờ tôi phải nợ mọi người Q&A in a nutshell, K-pop dịch tiếng Việt ra mắt trong 2022 nhé. Cảm ơn mọi người nha, bye. Vâng, xin chúc mừng bạn Minh Nguyên Hoang Bao đã đoán đúng cameo của video lần này. Như lời đã hứa, comment của bạn sẽ được đọc không long trọng ở cuối video và bạn sẽ ra về và nhận một phần thưởng rất giá trị bao gồm. Bởi vì anh sẽ để cánh cửa hé mở.